lần rồi nha, giờ không rõ là nghỉ like luôn. Like 3 lần trời, có người điếm luôn. Like hoài lại không được. Mọi người có thấy màu tóc mới này hợp với em? Thấy chị đẹp, thấy rồi đúng không? Rồi. Từ nãy giờ sao mà cái wifi nó bị yếu á, mạng lắc quá em like không được. Gọi tên em. Trời ơi, đâu phải là hả ca sĩ diễn viên gì đâu mà gọi tên chứ không gọi tên. Gọi tên chứ có được cái gì không? Tiền tăng gì không? Mọi người share livestream cho em đi, em sẽ tặng quà cho mọi người nha. Hôm nay mình sẽ tặng quà cho người share livestream nhiều nhất. Cái gì vậy? Đợi có nhiều người trong. Trời ơi, bể màn hình điện thoại tôi rồi. Chị xài gì hả? Chị đâu xài gì đâu cưng. Không xài gì da. Da chị make up thôi. Với cái mặt nạ, không có xài kem. Nằm cái ghế lùn quá, không nâng được ta. Mọi người thấy em có rõ không mọi người? Nãy giờ em like 3 lần, 2 lần đầu rồi nó bị mờ quá, không có like được luôn. Bực bội quá. Chị làm tóc ở Bến Lức đó em. Sao lâu mà mới biết. Rồi ha, cũng đã có một số lượng người coi đủ rồi. Thì em sẽ vô vấn đề chính. Livestream hôm nay là để áo em mặc hết hàng rồi. Cái này là dạng đầm, cái này là cái dạng đầm xuông. Ngôi chị đẹp à? Ở mới thề không có tim nữa. Cái màu là không có sữa gì luôn á. Vậy mà tụi nó nói mình biết sữa phẫu thuật thẩm mỹ. Mặt em là natural. Sao mà văng hoài? Tại vì wifi từ nãy giờ nó bị yếu á. Like cứ bị văng ra hoài à. Bực bội chết được, like 3 lần rồi, 3 lần rồi giờ. Đây là lần thứ 3 nó mới lên. Lâu rồi không thấy chị like đồ. Ngày mai hoặc là ngày mốt chị sẽ like bán đồ lại bình thường nha. Bữa giờ em có nhiều chuyện quá cho nên là em tạm ngưng bán một thời gian. Chứ mà không phải là em nghỉ nha, em vẫn còn bán bình thường. Mọi người nghe em nói có rõ không? Hay là em có cần phải giảm nhạc lại xíu không? Rớt điện thoại. Nó bị ngã ập cái màn hình xuống luôn. Cái màn hình bị ập xuống luôn. Hên chưa có bị rễ. Không có tiền thay. Tém tóc lên cho em nhìn mặt chị nè, mặt chị nè. Tém lên nhìn cái mặt ghê lắm, nó bị sao ta, bị ma bành nó mặt như cái mâm nó chịu rồi. Cảm ơn em nha Linh Bi. Nghe tiếng thôi, lúc mờ lúc ảo hả? Là sao? Có bán cà sa là tao mua rồi. Má đường tăng không đi thỉnh kinh như vậy, lên đây ghẹo gái. Không có lo tu tâm dưỡng tánh gì hết trơn. Sao một tháng mình đã trở lại. Rồi thì hôm nay em like là để tặng quà cho mọi người. Thì để nhận được quà. Anh để em mở nhạc cái. Chị càng ngày càng xinh hả? Chị cảm ơn em nha em gái. Chị cảm ơn em. Em thấy em cũng vậy mà, tại tươi tắn hơn, tinh thần thoải mái hơn, tươi tắn hơn thì nhìn con người mình xinh hơn xíu thôi. Chứ đâu có làm gì đâu, tự động tâm sinh tướng là vậy. Tự mình thoải mái, mình vui vẻ là tự động mình nhìn mình dễ thương. Mua mấy bộ cho mấy đồ đệ mà. Đâu bán đồ tài thiên đâu. Rõ chị. Hồi nãy giờ á, nãy giờ Quỳnh Lai nó cứ bị lắc, bị mờ, bị văng bực bội. Đã đời mới rõ là được á. Tốt chị nói bây giờ những phút giây đầu thì mình sẽ nói chuyện tâm sự trước ha. Tóc chị nói hả, 70cm đó cưng. Tóc 70. Tóc chị có nói nha. Cái này là cái livestream mình có thể hả sôi động, vui vẻ, tự nhiên kêu mở bài kia giống như ca trù vậy. Ai mà coi. Mọi người ơi, hôm nay em like là để giới thiệu cho mọi người một cái loại giảm cân. Một loại giảm cân ha, của chị Duyên bán. Thì chị Duyên có bán ba. Đây là Facebook của chị Duyên, Tạ Thị Ngọc Duyên ha. Em có tag tên chị Duyên ở trên phía trên livestream á. Thì mọi người bấm vào đó thì mọi người sẽ thấy là chị bán
thuốc giảm cân thôi mà em lỡ là mất cái hộp rồi, không có hộp ở đây, cho nên là tôi xem bình thường. Tại vì nãy giờ bị nó cứ bị văng hoài đó, đã đời mới like được đó. Tặng quà, có tặng quà nha. Bây giờ mình sẽ live stream này ra, bạn xem bạn nào xem nhiều nhất thì sẽ được tặng một cái hộp thuốc giảm cân, thuốc giảm cân của chị Duyên bán ha. Cái này là mini game của chị Duyên chứ không phải là của em, thì mình cứ xe ra đi, một lát nữa chị Duyên sẽ tự tặng ha, chứ em không có tặng nha. Mắc công em tặng cái có nhiều người sao không tặng cho chị, sao không tặng cho em này kia kia nọ rồi, thì sẽ tặng ngẫu nhiên, chị Duyên sẽ tặng ngẫu nhiên ha. Đẹp vậy có đóng bộ phim mình thôi ha, em không có đóng phim. Tặng quà nha mọi người, thì mình cứ share livestream của em ra, thì sau đó chị Duyên sẽ lựa ra những cái bạn mà share livestream nhiều á, Duyên sẽ tặng quà miễn phí cho mình ha mọi người. Quà tặng là thuốc giảm cân bên chị Duyên bán, thì gọi tên em đi chị. Anh hề huyên hoài. Thì thuốc giảm cân bên chị Duyên bán là đã rất là lâu rồi mọi người. Facebook của chị Duyên nè, em có tag tên chị Duyên ở trên á, Tạ Thị Ngọc Duyên nha mọi người. Muốn tham khảo thì mình cứ vào Facebook của chị Duyên để xem ha. Thuốc giảm cân này á, nó không phải là chuyện thuốc nữa, nó như là một cái dạng thảo mộc thôi, chứ không có độc hại gì hết, không phải là như dạng thuốc mà uống vô mà hi hi gì đó. Anh Tròn, ở anh Tròn có bộ hình đẹp ghê, anh biết cái bộ hình của Hồng Ngọc Hạ mới chụp không? Bộ hình mà tóc mà xù xù mà uống uống mà dài dài đi chụp không, không khoái cái đó ghê. Cái gì gọi tên ở đây nữa, cũng ghẹo hoài. Thì ai mà muốn giảm cân thì mình có thể qua Facebook của chị Duyên để mình tham khảo ha. Chị có bán thuốc giảm cân của từ bên bệnh viện Minh Thái gửi về luôn, chị thì nhập trực tiếp từ Thái luôn, cho nên là rất là an toàn. Những cái chị em gái hay là anh trai nào mà đang cần xuống ký thì mình có thể qua bên đó để mà mình tham khảo thêm ha. Chuyện này vậy xíu nữa em live stream xong em gửi cho anh coi mấy tấm hình đẹp lắm, em thấy thích nhìn giống như cái sao ta, cái dạng cái kiểu nàng thơ á, mà cái style cổ điển, cái bộ nó Hồng Ngọc Hà mới chụp á, mà không biết tìm cảnh nó ở đâu. Thì không có thuốc tăng cân nha em, có thuốc giảm cân thôi. Thì chị em nào, anh em nào mà muốn giảm cân mà an toàn hiệu quả thì mình có thể qua Facebook của chị Duyên ha, chị Tạ Thị Ngọc Duyên. Em có tag tên ở bên trên á, Facebook chị Duyên nè. Thì nếu mà mình muốn nhận ri để dùng thử cũng được luôn ha mọi người. Đây là Facebook của chị Duyên, em có tag tên ở bên trên ha. Mà để nhận ri thuốc á thì mọi người cứ share livestream của em nhiều vô, thì khi mà mình share thì chị sẽ lựa chọn ngẫu nhiên những người mà share livestream nhiều nhất để chị tặng quà cho mình ha. Receipt lúc nào cũng receipt hết, quà tặng receipt luôn nha. Tóc đẹp quá nàng ơi. Dạ anh cảm ơn. Tóc nói á, này em nói không phải tóc thiệt. Kem bạn xài kem body á hả? Quỳnh đang xài kem Quỳnh bán nè mọi người. Chị nào muốn mua kem để có làn da như thế này thì cứ inbox cho em ha, em sẽ tư vấn cho mình ha. Ok anh Trường, để em mở bài gì nó sung sung cái coi, bài gì ta. Ủa sao ngồi xem bị tụt dữ người ta. Sau này tôi like ít người câu giờ tôi buồn á. Hồi nãy em like mới đầu em like 2-3 lần thôi mà đã đời có được đâu, chứ cứ bị văng ra hoài. Xì ke của Duyên tôm nha. Ông muốn nghe nhạc xì ke, nghe nhạc êm dịu. Mọi người ơi, đây là Facebook của chị Duyên này nha mọi người. Thì khi mà mình bấm vào đây thì chị Duyên sẽ có bán cái loại thuốc giảm cân. Thì cái tùy theo thể trạng của mình mà mình lựa chọn cái gói nào cho phù hợp với lại cho thể trạng của mình ha. Chị Duyên sẽ tư vấn cho bạn, ví dụ bạn muốn giảm 5kg, 10kg hay là như bao nhiêu ký thì mình cứ inbox cho chị. Chị sẽ tư vấn rất là tận tình luôn, vừa xinh mà vừa cái hàng chất lượng mà vừa tận tình với khách nữa. Thì ai mà muốn mua hàng thì cứ qua Facebook của chị để tham khảo ha. Nay tóc bạc rồi hả Quỳnh? Đúng rồi, bạc trắng luôn chị ơi. Cái kiểu như sao? Suy nghĩ nhiều quá làm cho tóc bị tạc màu đi. Còn nếu mà mình muốn nhận ri thuốc thì mình cứ chia sẻ livestream nhiều vô. Thì
chị sẽ chọn ra, chị Duyên sẽ chọn ra cái người chia sẻ nhiều nhất để chọn thuốc nha mấy chị yêu. Sao ít người coi em, muốn giờ em buồn quá à. Để em tự share livestream cho em. Ủa này mọi người có đi đâu chơi không? Chắc đi chơi hết thì không còn ai ở đây để coi em nữa. Mèo đâu hả? Mèo nó ở dưới nó ngủ rồi. Ok ok. Tối rồi nó ngủ rồi, nó đâu còn thức nữa. Mọi người ơi, xe lên game cho em đi. Sao không ai coi hết vậy? Ok ok. Có ai muốn hỏi bí quyết làm đẹp hay gì không? Thì giờ đừng có nói chuyện, để chị like. Bài này cũng không hay nên mình sẽ bỏ lên. Em đang mặc hết hàng rồi. Nay làm tóc rồi kìa. Tóc này cũng giả rồi. Tóc này cũng giả thôi. Ngồi xíu thẳng, ngủ giấc dậy thẳng băng. Chị chắc trang điểm kiểu Tây à? Trang điểm kiểu Tây. Bữa nào, hôm nào em rảnh á, em sẽ làm một cái livestream make up. Đại từ bữa nào em rảnh thì em sẽ livestream để make up cho mọi người coi thôi. Lâu lắm tại cái livestream đó là phải tẩy trang này kia. Để bữa nào xuyên xuyên đi sẽ live make up. Trời đó, lên lại rồi, mọi người đi chơi mới về. Mọi người rớt điện thoại thì phải để cho nó chắc chắn mà. Trời quá, không có tiền hai màn hình. À, thì chị Duyên, em có tát tên ở trên á. Chị Duyên là người chị, một người chị bán thuốc giảm cân rất là hiệu quả luôn. Thì lần trước em đã có like một lần rồi á mọi người. Nếu mà ai có theo dõi thuốc em thì sẽ thấy ha. Đây Facebook của chị ha, em có tag tên ở trên, Tạ Thị Ngọc Duyên nha mọi người. Thì chị bán thuốc giảm cân từ bên bệnh viện Minh Thái về luôn, siêu hiệu quả luôn nha mọi người. Cái này là thuốc á, nguồn gốc rõ ràng, chứ không phải là mấy cái loại giảm cân tràn lan trên thị trường mà mình xài mình uống vô cơ thể mình nó bị mệt mệt hoặc là nhức đầu hoặc là sẽ bị mất nước. Không có luôn nha, uống cái này càng uống da càng đẹp mà dáng đẹp nữa, đẹp da đẹp dáng luôn, rất là ok luôn. Một cái liệu trình á thì mình có thể giảm được từ 3 tới 5 kg tùy thể trạng của mình ha. Nay có tóc mới, mới làm tóc mới đó. Thì tùy theo thể trạng của mình mà mình có thể giảm từ 3, 5 hoặc là 7 kg ha. Thì nếu mà mấy chị mà muốn quan tâm về cái thuốc đó thì có thể móc cho chị Duyên, mình có thể qua từ nhà để tham khảo hơn, nhiều hơn ha. Cái này á là từ các loại thảo dược thiên nhiên không à, không có mấy cái chất độc hại để làm cho như sao ta ép cân để cho xuống cân á, là không có luôn nha. Thuốc chị bán trên thị trường nó rất là lâu rồi, cũng 3-4 năm nay rồi ha, rất là lâu, cho nên là mọi người yên tâm là siêu chất lượng luôn. Em dám đảm bảo cho mọi người toàn là hot girl rồi người nổi tiếng xài không à. Mình có thể qua bên đó để mình xem feedback của khách kỹ hơn ha. Đẹp gái quá ha. Dạ em cảm ơn. Thì nói về thuốc giảm cân á thì mình uống trước bữa ăn tầm 30 phút là mình uống trước bữa ăn 30 phút là được, một ngày uống một viên thôi. Cái đó nó dễ uống lắm chứ không có đắng, không có hao, cũng không gây mệt người nữa. Mà được cái là nó còn làm đẹp da mình không có bị mất nước. Uống hàng thường mọi người mà xài thuốc giảm cân hay gì đó thì nó sẽ bị tình trạng mà mất nước nè, với lại mệt người nữa. Nhưng mà cái này thì không có. Ai mà muốn mua hàng thì qua Facebook chị Duyên coi nha mấy chị. Còn nếu không thì cứ share livestream của em ha. Người share livestream nhiều thì chị Duyên sẽ tặng ngẫu nhiên cho mình ha. Tặng ngẫu nhiên cho mình một hộp thuốc. Cái thuốc này em không có tặng, chị Duyên tặng nha. Tùy theo ai share nhiều thì sẽ được tặng, không em không có tặng nha. Không ai hỏi gì em có thể tư vấn làm đẹp cho mọi người là mình cần dưỡng da hay là sao để mình cứ comment đi thì em sẽ trả lời ha. Chứ không phải là chỉ có một cái chuyện thuốc giảm cân thôi. Mình có thể nói chuyện với nhau, mình có thể tâm sự với nhau. Chị nói tóc ở đâu? Hồi trước thì chị nói ở Thảo Tây. Trời ơi,
cái điện thoại của tôi. Ngồi live mà nó cứ ngã như vậy là đứt ruột đứt gan tôi, trời ơi. Sợ nó bị bể màn hình. Hello anh Dào. Chị em gấp dưỡng da mặt hả? Dưỡng da mặt đúng không? Thì đầu tiên là mình đi ra ngoài đồ mà phải bịt khẩu trang. Đầu tiên mình phải bịt khẩu trang không được. Đưa nguyên cái mặt ra nắng thì xài biết bao nhiêu mỹ phẩm nó cũng sẽ đen thôi. Nó không thể nào mà trắng nổi đâu. Phải kỹ trước là ra đường hay bịt khẩu trang. Thế là mình phải xài thêm kem chống nắng gì đó ha. Rồi cái thứ hai là gì, là phải dưỡng da mặt. Dưỡng da mặt là đắp mặt nạ, đắp mặt nạ có thể mình mua mấy cái loại bột thiên nhiên. Có còn nhỏ bạn có bán bột thiên nhiên nó Phong Phúc á, Đoàn Thanh Phúc, mọi người có thể vào Facebook của nó ha. Thì là bột thiên nhiên nó để đắp mặt nạ, hoặc là mình xài khoai tây với sữa chua không đường cũng được đó, đắp lên tối trước khi ngủ đắp xong rồi gì nữa ta. À trang, nếu mà có trang điểm á thì phải tẩy trang cho kỹ trước khi ngủ nè. Còn phấn với kem ở trên mặt á là mình ngủ tới ngày mai là sẽ bị lên mụn bẩn. Phải tẩy trang kỹ trước khi ngủ nè, che chắn kỹ khi ra đường nè, với lại đắp mặt nạ dưỡng da vậy thôi. À, uống nhiều nước với lại ngủ sớm đừng có thức khuya. Dạo này bé Ngân bán, ủa con người chứ đâu phải là dao kéo gì đâu mà bán, không bán, mình là con người, nhìn nhà này mình dễ thương hay gì. Ủa mà kêu bé Ngân là sao, tôi tin Quỳnh, tôi đâu phải tin Ngân. Hồi trước đặt tên Facebook là Ngân Quỳnh thì có thể kêu lộn tên Ngân. Còn cái này nguyên cái họ tên người ta trải dài trình hình là Lê Huỳnh Ngân Quỳnh mà có thể kêu lộn chữ Ngân là sao? Cái chuyện không thể nào hiểu nổi tại sao vậy. Người ta là Lê Huỳnh Ngân Quỳnh, một cái hàng dài những cái đầu xu miệng, xong rồi tới cuối là Quỳnh là tên của người ta, tại sao lại cứ lựa cái bóc cái chữ chính giữa là chữ Ngân để kêu vậy? Thì chừng nào mà đặt Facebook là hai chữ là Ngân Quỳnh á thì cứ kêu là Ngân thôi, lộn không sao, kỳ chứ. À. Ủa chị chưa về nữa hả? Đây là Facebook của chị Duyên nha mấy chị. Tạ Thị Ngọc Duyên, em có tách tên chị Duyên ở trên á. Thì mọi người muốn mua thuốc giảm cân thì cứ inbox cho chị ha. Chị có bán thuốc giảm cân nhập từ bệnh viện, trực tiếp bệnh viện Minh Thái luôn, cực kỳ an toàn cho mình luôn. Chứ không phải bán thuốc tào lao tầm bậy ở đây mà uống vô mệt người da dẻ xấu xí luôn nha. Cái đó là uống càng đẹp, đẹp da đẹp dáng luôn, nó dưỡng da mình từ bên trong. Mắt chị đẹp ghê, mắt chị đẹp không trời ơi, khen ai cũng vô đây khen em là em ra tới ngày mai luôn á. Em ngồi nó tới ngày mai luôn á, có người khen là em ngồi nó hoài, khen khoái gì chơi. Mi chị nói đẹp không? Nói mi chút mi dưới, chút mi dưới sẽ làm cho mắt mình to hơn. Mọi người chút mascara thường hay quên một điều là chỉ chút ở trên thôi mà không chút ở dưới. Phải chút ở trên lẫn ở dưới luôn mới làm cho con mắt bự hơn được. Cái nói gì quên người ta. Đợi lâu lắm mà mới thấy vô comment khen tôi. Khen xong lấy họ có xóa comment không? Chị nào mà dáng của mình hơi tròn tròn á mà mình muốn giảm cân an toàn thì mình có thể tìm đến chị Duyên. Thì mấy chị cứ mạnh dạn mình inbox đi, mình nói chuyện bình thường. Ví dụ chị ơi em cần tư vấn, em cần giảm cân, hoặc là em muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm gì đó, đừng có ngại, mình cứ inbox đi, mình từ từ mình mua cũng không sao. Tại vì chị Duyên rất là nhiệt tình, chị sẽ tư vấn kỹ cho mình. Mấy anh cũng có thể giảm cân chứ không nhất thiết là mấy chị mới được xài thuốc giảm cân. Bây giờ là bình đẳng, là trai gái gì đều xài được hết. Mình cứ inbox cho chị Duyên để mình hiểu hơn và để mua hàng ha, chứ em không có bán nha mấy chị, em không có bán.
bị cái là em đã bị lạc mất cái vỏ hộp rồi, không thể nào mà cầm cái hộp thuốc lên để cho mọi người xem kỹ hơn về cái hộp thuốc hết. Thì mọi người cứ bấm vào Facebook của chị Duyên ha, Facebook là Tạ Thị Ngọc Duyên, em có tag tên ở trên á, thì mình cứ bấm vào đó thì kéo xuống như thế này, mình sẽ thấy đây là ổ này thuốc ngực, đây thuốc giảm cân, đây cái này á là của gái Thái chụp luôn, cái này là thuốc nhập từ bên Thái về cho nên là có gái Thái chụp luôn nè mọi người. Đây là hàng made in Thái Lan 100% luôn. Đây hộp thuốc nó sẽ như thế này ha, từ bệnh viện bên Thái luôn. Còn thường á ở đây mình bán á là toàn là bán thuốc của Việt Nam không à, mình nên uống ha. Xin quá chị ơi, chị cảm ơn em nha. Idol gì? Trời sao kêu em bằng idol, không thích kêu như vậy, kêu Quỳnh hay gì nghe nó thân thiện dễ thương hơn. Nguyên là idol là nó có làm cái gì đâu, có tài năng gì đâu kêu idol, còn nó có tài năng gì đâu. Thường mấy người mà giỏi hay có tài năng gì sao mới kêu thần tượng hay idol. Nghe bài gì vậy ta? Nghe bài gì? Không có bài gì sung sung hết vậy ta. Nghe bài của Bảo Anh. Lâu rồi không thấy em lay đồ. Ngày mai hoặc là ngày mốt thì em sẽ lay đồ lại nha mấy chị. Em đang lấy đồ nè. Em đang lấy nè. Định lấy về một cái lô đồ bộ mới mà từ từ. Để em coi cái nào đẹp em mới lấy gì. Em vẫn còn bán bình thường chứ em chưa có đóng cửa shop đâu nha. Em vẫn còn bán đồ bình thường nha. Làm sao để tóc bồng bềnh hả? Uống em thì uống giả. Uống giả. Uống giả để livestream đó. Hát hả? Trời ơi tôi hát giỏi. Hát kinh lắm. Hát xong là livestream đang gì vô là người ta ra hết luôn, không ai coi nữa luôn. Chào bạn Minh. Hôm nay live bị tương tác kém. Chắc tại vì lâu quá không livestream. Tin à. Trời sao mạng yếu rồi. Mọi người ơi, còn thấy em rõ không mọi người? Em muốn tóc vẫn không được. Ồ chắc. Ồ tại vì tóc chỉ có nói á, bấm ra nè. Cho nên nó dày. Cái dòng này rất là xinh, ai muốn mua thì móc cho em nha. Rất là dễ thương. Dòng này đẹp. Em quên đeo nữa. Quên đeo nó là xinh. Rất là đẹp. Dòng này Quỳnh có bán nha, mua dòng em móc cho Quỳnh nha. Bữa giờ bán mấy chục sợi rồi đó. Là em bữa giờ mấy nay em làm biến nha. Em làm biến đăng bài. Em lười đăng bài cho nên là không có quảng cáo nhiều. Cái dòng nó đẹp lắm á mọi người. Tự khách inbox cho em mua không à. Chứ bữa giờ em không có quảng cáo gì luôn á. Tự khách inbox không. À chị Duyên em có tag tên ở bên trên á, là chị bán thuốc giảm cân là từ bên Thái, bệnh viện bên Thái mình nhập về mình bán luôn. Nhưng mà người thuốc rất là an toàn cho mình luôn. Mấy chị mà muốn giảm bao nhiêu ký á, thì mình có thể hỏi chị Duyên để chị Duyên tư vấn từng cái liệu trình hợp với mình ha. Mấy chị muốn giảm 3 ký, 5 ký thì gì đó thì mình cứ inbox để được tư vấn kỹ hơn. Điều đặc biệt á là mình uống thuốc này mình không có bị tình trạng mà bị mệt á, bị mệt hoặc là bị thiếu nước hay gì là không có luôn, mà da rất là đẹp luôn, da siêu đẹp luôn, đẹp dưỡng từ bên trong ra bên ngoài luôn nha. Nhìn chị giống cái tay. Chị cảm ơn em. Chào, xin chào. Đổi nhạc. Bây giờ người ta ghét Bảo Anh nhiều. Mình mở nhạc Bảo Anh chắc không ai thèm coi mình luôn. Bảo Anh đã giật chồng của Trương Quỳnh Anh. Mấy chị muốn hỏi gì thì cứ comment đi. Cái gì em biết em sẽ chia sẻ với mình. Chứ không phải là chị bán thuốc giảm cân không. Cái gì em biết em sẽ chia sẻ với mình. Ăn gì mà đẹp vậy.
ăn bình thường như bao người thôi. Anh nói là đừng có khen em đẹp, em khoái em ngồi em la hoài luôn á. Em la tới sáng mốt em ngồi em la hoài luôn, đừng có khen em. Qua Facebook của chị Duyên để em sẽ mở lại Facebook của chị Duyên nha. Đây Facebook của chị Duyên nha mấy chị, Tạ Thị Ngọc Duyên. Em có nhắn tên chị Duyên ở trên á. Chị nào mà muốn mua hàng thì cứ inbox chị Duyên ha. Em không có bán. Hôm nay em không có bán áo anh Bi rồi. Anh Bi làm như có auto comment, anh Bi cứ thấy comment, thấy livestream của em là anh Bi vô mua áo. Cái comment có một kiểu luôn, bán anh cái áo luôn. Nãy nghỉ bán áo một bộ á. Comment xong cần suy nghĩ luôn. Chị Duyên có bán thêm thuốc thuốc nở ngực rồi trắng da anh kia, rất là nhiều thuốc luôn, thuốc gì cũng có hết. Muốn giảm cân rồi muốn nở ngực muốn trắng da hay là cái thuốc gì nữa ta, nhiều thuốc lắm luôn á. Ai mà muốn đẹp thì cứ inbox cho chị Duyên. Inbox thoải mái, nó thoải mái, chị rất là nhiệt tình. Mình inbox mình từ từ mình mua cũng không sao, chứ không có bắt buộc mình phải mua liền. Em muốn mua áo. Chị Thơ, anh có ở trong bệnh viện với chị Thơ không? Em thấy chị Thơ mới sinh đó. Dẹp dở quá trời, nghe bài gì giờ trời. Chị giờ bài gì hay chị? Bài gì giờ hay? Bài gì giờ ta? Dạ. Em không thể. Em không thể của ai ra. Em không thể. Trời ơi. Em không dám mở nhạc bồ. Nhạc bồ là người ta ngủ hết luôn, không ai coi em nữa luôn. Nay em live stream bị mất tương tác, còn có mấy chục người coi. Tại vì bữa giờ không có like á, cho nên là không ai còn nhớ đến live stream mà không có thông báo luôn. Em không thể có tiên tiên. Nghe cũng được. Thì ai muốn mua hàng thì cứ inbox cho chị Duyên ha mọi người ha. Hôm nay em làm mất cái vỏ hộp ở ngoài rồi cho nên là không có cầm lên cho mình xem. Ủa đâu ạ? Chưa về hả? Cái gọi quả gì? Ông chúa có về không? Em live stream nói chuyện đi, sao hiền vậy? Mình đẹp là cái chuyện ai cũng biết. Em cũng đẹp mà, nhà có em tóc đẹp theo em, đẹp theo em. Bỏ lún giữa thì chết quá. Chứ sao? Chị em bỏ lún giữa cái mặt nó sao? Ủa lún giữa đâu, cái này là cái tóc 73 của người ta. 73 mà. Ủa lún giữa là xích vô đen miếng nè, mới là xích giữa nè. Em đưa cái mặt em ra mà mẹ đừng có cái tém nè. Cái mặt bành trình bành với cái mâm. Cái mặt em đẹp nè. Có ghi lời. Thì đây là con trai. Tóc chị sao bóng hả? Tóc chị có tho cái gì? Sữa chua. Tinh dầu bấm tóc. Để biết sao nữa không? Tại vì ngồi trước cái kiến á, cái đèn nó đánh vô mặt, nó tán vô cho nên là thấy tóc bóng lên. Hạnh phúc tràn trề. Đừng tưới nước. Hết khô héo rồi. Rượu nó người cài rồi. Cài nát rượu luôn rồi. Giờ bỏ tiền ở đây là phải biết. Đây nha mọi người, đây là. Ê bạn mở bài gì sung sung hút. Nãy giờ mình hả? Mày cháu lên bài. Hồi nãy ai kêu mở bài này nè. Bài mới ra của Tiên Tiên đâu. Không phải gì mới ra đâu cũng hay.
Giờ mình mở bài gì ra? Thanh xuân. Tìm gió tờ tìm. Cái tờ 50 em để bên cái ít mát. Là cái điện thoại đang live stream. iPhone X em xài mấy cái app chụp hình có bị mờ không chị? Em xài bình thường nè. Em chỉ cho chị xài app gì để em chỉ chỉnh cho. Trời ơi, em chỉnh hình ảo lắm. Hỏi chỉnh hình là để em tư vấn chỉnh hình cho. Tay tay vậy không có like gì anh thương em á. Ôi cái đó nó buồn lắm em. Bài đó buồn lắm. Livestream mà mở bài đó là người ta ngủ hết luôn, còn ai coi nữa đâu. Chị Sương chụp app gì để em chỉ cho. Dùng son gì đẹp hả? Chị đến sơn son châu châu á. Thầy để mình sẽ lấy cái son này cho mọi người xem. Mình rất là nhiệt tình. Đây một cái hộp đựng son, rất là nhiều son luôn á. Tại vì son này em cũng có xài cho khách. Đây cái son này nè. Này là châu châu màu đỏ cam, mã 07. Châu châu nó phải trả tiền quảng cáo son cho mình. Đây Dung nó kêu mình nè. Chích ba u lai mà chị chụp cam mờ quá. Bye bye chị. Bye bye chị nha. Mã C300 của mẹt mà. Ulai hả? Không, chị đừng xài Ulai. Mình xài trong 3612 đi. Bây giờ em sẽ chỉ cho mọi người cách chỉnh ảnh. Cảm thấy nhiệt tình dữ ta. Đi hơi xa. Để chị chỉnh ảnh luôn. Mình sẽ bấm vào ứng dụng. Đây, B612. B612 ha. Xong rồi cái đây, nó sẽ có cái bộ lọc. Nè, mình xài bộ lọc đầu tiên. Nè, cái màu đầu tiên nha mọi người đó. Xài cái này cực kỳ nét luôn. Đẹp thiệt. Xài nét mà nó không có bị, nó không có bị mờ mờ giống như là camera 360 mấy kia nó nét lắm. Em chụp là em chỉ chụp B612 không à. Hoặc là qua Butacam á. Son lâu cho cũng hơi hơi lâu lâu quá em. Cũng không lì bằng 3CE đâu. Nó không có lì lắm. Nhưng mà được cái với son nó dũng. Nó không có khô môi. Mà thường cái nào mà nó càng lì nó sẽ càng khô môi. Mà cái này nó không có lì lắm. Tha tha thì nó cũng dính miếng. Nhưng mà nó không có khô môi. Bày dở. Ai mua thuốc giảm cân thì inbox cho chị Duyên nha mấy chị. Em không có bán thuốc nha. Chị Duyên sẽ tư vấn cho mình rất là kỹ luôn. Ví dụ mấy chị muốn giảm từ 3kg, 5kg, 10kg hay nhiêu ký đó, thì mình cứ inbox cho chị Duyên để chị Duyên tư vấn cho mình phải xài bao nhiêu liệu trình để giảm đúng số ký mà mình muốn ha. Cái này là thuốc nhập từ bệnh viện Minh Thái luôn, cho nên là mọi người cứ yên tâm, rất là an toàn, không phải là hàng bậy bạ chơi nổi nha. Khoan em nhiều nha, tưởng điện thoại chị. Không, chị biết sao không? Ở trên đây nó có cái camera nè, chị lau sạch trước khi chụp. Lau để nó không bị mờ á. Nhiều khi nó bị dính mồ hôi hay là hơi dơ nó sẽ bị mờ. Lau sạch rồi chụp là nó nét lắm. Làm tóc ở đâu hả? Em làm tóc ở Bến Lức. Hồi trước thì em lên Thảo Tây nhưng mà lúc này có ông anh nó mở gần đây cho nên là qua làm luôn. Chị dùng kem phai gì trắng hả? Kem phai gì đâu có xài kem phai đâu. Nhạc buồn hả? Nhạc buồn mà bà dị nhờ trời. Hồi nãy giờ bữa nay bị gì á ta? Đây là Facebook của chị Duyên nha mấy chị yêu. Tại Thị Ngọc Duyên, em có tách tên chị Duyên ở trên á. Thì cái thuốc của chị Duyên bán á, là mình xài á, là nó sẽ có dưỡng cho mình đẹp da luôn. Uống đẹp da đẹp dáng luôn. Thì tùy từng liệu trình thôi mắt mọi người ha. Chứ không phải là mình uống một hộp là mình sẽ giảm được đúng bao nhiêu đó ký tùy thể trạng của mình nữa. Có liều nặng là liều dành cho người lần thuốc á. Uống
ví dụ mà mấy chị đã sử dụng, mấy chị mấy anh mà sử dụng nhiều loại giảm cân rồi mà xài hoài nó thật vẫn không xuống được thì mình đổi qua loại này thử ha. Loại này xài là uống vô là đảm bảo là sẽ xuống, mà không xuống ít thì cũng xuống nhiều, không xuống nhiều thì cũng xuống ít, kiểu vậy là sẽ xuống ha. Cái đó là có nhiều cấp độ, có rất là nhiều cấp độ. Bến Lức địa chỉ nào? Bến Lức là ở 305 Nguyễn Hữu Thọ, Bến Lức, Long An. Bài người ta nó buồn lắm chị, mở người ta ngủ hết luôn, không ai coi. Da tai Quỳnh thì Quỳnh xài kem Quỳnh bán, ai mua kem thì cứ inbox cho Quỳnh, Quỳnh sẽ tư vấn ha. Còn cái mặt thì không có xài kem. Chị mấy ký hả? Chị 47 kg, mới lên 2 kg mà nhìn thấy cũng vậy rồi. Cái loại một á, cái loại thuốc giảm cân thứ nhất á thì sẽ dành cho cái người mà mình mới sử dụng cái thuốc giảm cân lần đầu ha. Thì cái đó nó giống như là cho cái bạn nào mà mình xài chưa có quen á thì mình xài cái đó được. Nó có một set, lấy theo set như set 10 viên, set 20 viên, set 30 viên hay gì đó. Thì set 10 viên thì mình sẽ giảm từ 2 tới 3 kg và tùy theo cấp độ, 20 viên thì sẽ giảm nhiều hơn, 30 viên thì cũng sẽ giảm nhiều hơn một chút xíu nữa vậy ha. Thì mấy chị mà muốn được tư vấn kỹ hơn về cái loại thuốc giảm cân này thì mình inbox cho chị Tạ Thị Ngọc Duyên để mình được tư vấn ha mấy chị ha. Tại vì em á không có rành, em tư vấn không có hay bằng chị. Bây giờ mà mình đang phân vân không biết xài sao thì mình cứ hỏi trước đi, mình cứ inbox mình hỏi ha, rồi từ từ mua cũng không sao ha. Mà chị có dùng không? Mà chị chỉ make up thôi. Còn có nhiều bạn mà sử dụng 1-2 loại giảm cân rồi, đã sử dụng 1-2 loại giảm cân rồi mà vẫn bị tăng cân ở tay hoặc là bắp đùi á, vẫn bị tăng ở những chỗ đó thì mình sẽ xài cái loại 2. Có rất là nhiều loại luôn chứ không phải là chỉ có một loại ha. Cái loại 2 thì một liệu trình nó sẽ giảm từ 6-13 kg luôn, giảm rất là nhiều ha. Cái đó là một liệu trình thì mọi người cứ inbox cho chị Duyên để biết rõ hơn về giá. Nói chung là giá rất là hợp túi tiền mà sản phẩm rất là chất lượng. Không phải, không khi nào mà em quảng cáo hàng cho nổi bậy bạ mà không rõ nguồn gốc đâu, mọi người cứ yên tâm. Còn có một cái liệu trình nữa là dành cho người mà lần thuốc nặng luôn, là liệu trình. Nói chung là mọi người inbox cho chị Duyên ha để biết rõ hơn ha, chứ về em tư vấn thì chị thấy không có hay bằng chị. Mới cứ inbox cho chị đi, trên Facebook của chị nha mọi người, em có tóc tên ở bên trên nha mọi người. Mua hàng em mất cho chị ha. Bữa nay lại không có tương tác gì hết, buồn quá. Sau một thời gian bỏ lên livestream tới bây giờ like không ai hình con cho luôn. Tóc đẹp không? Tai cũng khen tóc hết vậy. Nay là từ lúc livestream từ đầu tới giờ là ai cũng khen tóc. Bữa em nhộm không à, không có bóp like. Qua mấy ngày sau mới đi bóp like vô. Nó cắn áo cưới kìa. Cái này là màu à. Cái này là màu nâu vàng. Chị nào mà mình muốn kinh doanh mình cũng có thể inbox chị Duyên ha, mình làm cách sĩ để bán sản phẩm của chị Duyên cũng được luôn. Rất là nhiều cơ hội nếu mình kinh doanh, mình làm cộng tác viên hoặc là mình lấy về mình bán. Cái này á là đã có mặt trên thị trường 3 năm nay rồi, rất là lâu rồi. Cho nên là mình mua mình yên tâm ha, cái này là sản phẩm chất lượng chứ không phải là hàng trôi nổi mới bán hay gì, rất là uy tín luôn nha mấy chị ơi. Người đẹp người tóc không xác định. Trời ơi, sai cũng hỏi tóc tôi hết vậy, tôi đang like thuốc giảm cân mà. Có đồ bộ mai mới về em, để mai mới về. Nay chị lu bu quá chị chưa đi lấy, mai mới có nha. Rồi chị nào mua hàng thì inbox cho chị Duyên để mình được tư vấn kỹ hơn ha mấy chị. Bây giờ thì em sẽ tắt livestream, và nãy giờ ai mà đã coi không kịp, có không kịp từ nãy giờ thì mình có thể coi lại từ đầu livestream để nghe em giới thiệu cái loại thuốc giảm cân của chị. Hôm nay em nằm mất cái vỏ hộp cho nên không có cầm để nói được, thì mình vào Facebook của chị Duyên để mình coi kỹ hơn ha mọi người ha. Hoặc là mình cần tư vấn thì mình cứ inbox cho chị ha, chị sẽ tư vấn kỹ cho mấy chị. Quỳnh hả? Quỳnh 47 kg, cao. Quỳnh cao lắm, cao 1m60 mấy lận, nhưng mà nhịn ho lắm, không có mặt.
Rồi ha, em sẽ tắt livestream ở đây. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã coi livestream của em nha.